Ừ, thay đổi chúng ta làm câu G64 để chúng ta thuộc về vấn đề nhận biết phân bố học. Đề cho như sau: có 3 mẫu phân bố học không ghi nhãn là phân kali, phân đạm và phân superphosphate phân lân. Hãy nhận biết mỗi mẫu trên bằng phương pháp học. Thì đây là một câu hỏi dễ em. Bạn nào làm được câu này nào? Chúng ta có thể dùng một hóa chất cho thầy luôn. Phân kali đây, phân đạm NH4 NO3 là đạm hai lá em nha. Khi mình bón cho cây thì nó cung cấp ion dạng NH4 cộng và NO3 trừ. Nếu có ion NH4 cộng hoặc ion NO3 trừ, người ta gọi là đạm một lá. Còn nếu trước cả hai thì nó gọi là đạm hai lá thế thôi. CaH2PO4 tất cả hai. Rồi bạn nào nhận biết giúp thầy nào? Dùng cho thầy một thuốc thử thôi. Dễ lắm. Nghĩa dùng cái gì nghĩa? À, thầy mời Nghĩa làm giúp thầy câu này Nghĩa ơi. Nghĩa đâu ta? Em đây. Rồi làm như thế nào em? Dùng một thứ thử cho thầy thôi. Mẹ đây dễ mà. Để em chưa biết. Dễ mà. Trung. Dạ là em cho qua NaOH. Em cho mỗi mẫu thử qua NaOH thấy xuất hiện khí có mùi khai là NH4, NO3. NH4, NO3 dùng cái gì? Dạ em dùng là NaOH. Thì yêu cầu là dùng một hóa chất. Còn nếu kia thì dễ quá rồi. CaOH2 Cái gì em? CaOH2. rồi. Rồi ok. Dư. Thì lần đầu tiên là không tác dụng rồi nè. Thằng này sinh ra NH3 khí mù khai. Nước. CaNO3 tất cả hai lần. Cái sản phẩm ở dưới là gì đây? Đăng ơi. Dạ, Ca3PO42H2O. Đúng rồi. 3 giờ dư tập mũi trung hòa Ca3PO4 tất cả 2 cộng H2O. Vậy đứa thầy có giảng cho bạn đó là gì? Gốc axit yếu mà còn hydro thì nó có tính lượng tính là nó tác dụng được với cả axit và cả 3 giờ thế thôi. Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Mà thầy đánh giá thầy đây là một câu hỏi dễ nha. Vì á, nó sau nó sinh ra NH3 là khí mù khai này. Còn thằng này là cái tụ màu trắng này. Bây giờ em đừng dùng NaOH em hiểu không? Vì dùng NaOH chúng ta có nhiều nhiều, nhiều lắm, nhiều chất lắm. Dạ được hả thầy. Ok, nếu bạn không có ý kiến gì nữa thì xin phép dừng câu hỏi này tại đây nha.